cũng sẽ hứa hẹn là được nhiều các bác hỏi và săn tìm. Cái bữa live khi giá cả chưa thành lập xong thì các bác đã hỏi rồi, nhưng hôm nay mới là chuyện câu chuyện của xong được, kê được lên để bán được. Một mẫu Servici đầu máy 210 ở những năm 2000 thôi, không có lẻ, 99-2000 thôi anh chị em nhé. Đây, chưa cửa sổ là đúng rồi, dán viền vào quay là chuẩn rồi, đúng không ạ? Màu sơn đỏ mận nâu rất hợp, rất hợp. Dáng này thì những bác lớn tuổi, các bác nam hay là các bác nữ đều gần như là không thể chê được Servici 125, một trong những giai đoạn nó nằm trong top xe hạng sang, SH còn phải đuổi theo cơ. Biển 37K2 2359. Em vẫn nhớ có một giai đoạn SH còn phải đuổi theo. Đơn giản vì đây là những chiếc Servici ở những giai đoạn gọi là nhập khẩu hàng rất là hot hit luôn. Các bác nghe máy này. Được chưa? Rồi. Hàng chất nhá, hàng chất. Để cho những khách hàng nào nhà mình đang có nhu cầu lựa chọn một mẫu Servici. Được cái là đã dọn dẹp xong này, anh em nhìn này, tem này, Honda đẹp đúng không ạ? Gương này, đấy, tay nắm này, phanh này, nhìn rất là đều và đẹp đúng không ạ? Dáng này ngồi thì đúng là không có gì để chê cả rồi. Các bác, các chị, các em quá yêu luôn. Tí nữa xong em sẽ quay cả cái đồ sân lên cho các chị em xem, các anh em xem. Còn đây là em cứ nổ máy này. Đấy. Nổ máy này. Quá hợp lý luôn. Quá hợp lý. Rồi, để cho anh em mình trên like 23 triệu. 23 triệu cho một chiếc Servici hàng 2000. Đây, em quay lại đồ sân. Và cái cốp em sẽ mở lên. Nhanh tay, nhanh tay. 23 triệu thôi. Được cái là đẹp đúng không? Các bác nhìn lại một lần nữa cái đồ sân nhá. Nhấn mạnh cái đồ sần cộng với quay cộng với nhựa đã ngon lành hết lên rồi. Thì những cái dáng Servici mà đã vuông thành sắc cạnh thế này thì đúng là bây giờ tầm giá đấy thì cũng nên quá lên là phải cân đối rồi. Cần gì phải đi Vision, đi Lead, nó chỉ là những dòng xe hạng chung. Nhưng để sang được Servici nó phải là hàng đẳng cấp rồi. Đấy. Nam thì có SH nhập, nữ em nghĩ Servici quá hợp lý. Đúng không ạ? 23 triệu. Đời 2000, một chiếc Servici biển 37 đúng không ạ? 37K2 2359. Vâng, chị em nào mua của chính chủ. Anh ấy đổi sang SH nên là để lại. Và đúng lúc gần như em để ý là giai đoạn SH Ablet chậm nên là lại được các anh em hỏi ít quá. Chứ đúng ra lết thái những giai đoạn chạy những chiếc màu đỏ đen đời chót 2011. Đấy, đầu máy là 009 phải em nhớ. Đấy, anh em biết là đầu máy của Ablet nhập rồi thì không có gì để chê cả. Bản đen sần đúng không? Đẹp thế này mà. Đẹp thế này. Các anh em nhìn nhé. Đây em quay gần. Những cái đồ khít này. Rất khít đúng không? Khít đẹp đẹp. Đây càng vành này. Đúng không ạ? Tí nữa anh em nghe máy cái pha nó vẫn còn trong nhé. Pha trong và cái đồ này nó khít. Nhìn nó đẹp, nó cân mắt. Đấy. Máy zin nhá. Em đi một vòng quanh. Hàng máy zin luôn. Nên các anh em nào đang săn những chiếc lết thái zin thì cân đối cho em. Đời 2011. Đồ sần này. Các cái phím này. À, không có công tắc đèn, chuẩn hết rồi. Có ổ khóa thôi, nó lên cái ổ khóa 4 cạnh cũng ok, không vấn đề. Cốp cũng nguyên bản theo xe. Tay sách thì có sờ ba lại. Biển là 29V3 46542. Hàng máy zin. Đây quay lại cho anh vị trí này để thấy được cái đẹp. Rất đẹp đúng không? Các bác nhìn sáng quắc luôn. Đùa, đẹp này. Ấy giời. Bô này, zin này, thụt này, càng tất cả nguyên bản hết, để chân thì mới thôi, chứ còn cái báng này là theo xe hết này. Đấy, anh em nhìn được không ạ? À, đồ bản sân nhá, bản đời sót rồi, đầu máy là 009 sang 2011 cùng form dáng của 2012, là những dòng lết thái gần như là giai đoạn năm tháng cuối cùng rồi. Đấy, anh em nghe máy zin nhá, nghe tiếng zin này. Đấy. Rồi bữa nay thì để ra cho anh em mình là 37.500.000 cho một chiếc lết thái, hàng máy zin nhá, máy zin, sơn zin. Đấy, hàng đẹp luôn. Anh em nào đang cần sử dụng những chiếc lết thái thì cân đối cho em. Có duy nhất có cái tay sách này thôi. Đấy, em vừa trao đổi cái tay sách là sờ ba lại thôi. Còn lại thì là xe rất mộc và đẹp. À, những cái dòng xe côn này, hôm nọ anh em nào hỏi mà em chưa có trên live đấy, thì hôm nay em sẽ ra để anh em mình có thể đến tiếp cận với xe được. Mẫu của 2023, đăng ký là tháng 5 2023, sản xuất ở cuối 2022. Chủ chính chủ, hai khóa, lúc giao bán là có một, vừa chạy về đường Bưởi lấy thêm một khóa. Gốc em ở Cổ Nhuế, vừa mới chuyển về đường Bưởi thôi. Đấy, nên các anh em xem này. Hàng lốp đồ tất cả của 2022 hết, lốp zin này, tuần thứ 40 2022 này. Vành càng này, đúng không ạ? Đây là bản Winner V3 các anh em nhá, gọi là Winner V3 hay gọi là Winner X Smart K. Đấy, anh em sẽ dễ tên hỏi. Lốp zin, sơn cũng là zin.
rất ấn tượng cái anh khách khi mà giữ được những cái vị trí này và đây không một vết xước, đúng không ạ? Cũng rất lâu rồi mới được một anh bác, một anh khách đi xe côn, nói một cách chính xác là không xước, đúng không ạ? Hàng dòng xe côn là xe thể thao, xe đường trường, xe phượt mà anh ấy giữ được thế này để em quá ấn tượng. Tất cả các thông số 2022 nhông xích em nhìn mới tinh luôn, lốp trước lốp sau chuẩn của 2022 đều tuần 40 hết. Đấy. Biển 29L5 58987. Đấy, cả xe nếu em đoán giá không nhầm thì nó chỉ có lỗi duy nhất ở cái yên thôi anh ạ, cái yên thôi. Rồi bong mất một chút thôi. Đấy, tí nữa em sẽ bắn lại thôi, không cần phải thay gì đâu, nó là zin nguyên bản. Còn các cái ốc này, các bác nhìn này, các cái đồ này nguyên bản hết nhá, được không ạ? Biển thì biển Hà Nội rồi, biển Từ Liêm rồi. Đây các anh em xem này, lốp này hay là bô này hay là tem này, rất đẹp đúng không? Không có xước, có gãy, có vỡ, chưa đổ. Đây cái vị trí này chưa có quẹt vào đâu hết để các anh em có thể dễ nhìn. Zin Oppo zin hết nhá. Winner Smart Key này, các anh em có thể cùng xem. Smart Key chạy cũng chưa đến 10.000 đâu, em vẫn rất nhớ, chạy hơn 7.000 cây từ những năm 2023. Tất cả các phím này hay là tay nắm này cam kết là công tơ mét chuẩn nét, tất cả zin theo xe, mua trực tiếp của chủ cách đây được khoảng tầm 15 phút thôi, em vừa mới mua 15 phút là chính xác nhất. Máy này các anh em nghe này, rồi 30.800.000 là giá em bán ra cho một chiếc Winner ABS bản Smart Key, hay là Winner V3 đấy, ABS nhá, nó có phanh ABS chống mốc cứng này. Đấy, anh em nhìn được 1.99L/100 cây phanh ABS khom dáng này. Đấy, được các anh lại hỏi rất nhiều mà trong giai đoạn này bên em này còn đang bị thiếu hàng đấy, nên cái giá em để ra cũng rất hợp lý rồi, 30.800.000. Nhớ cho em là xe đăng ký tháng 5 2023 chính chủ, hai khóa đầy đủ, chạy hơn 7.000 cây, lốp trước lốp sau zin, xe zin cả xe anh em ngài mày này, rất chất đúng không? Quá hợp lý luôn. Vâng, giá hợp lý phải chăng? Biển là 29L5 58987, 30.800.000 nhá. Anh em nào có nhu cầu hay liên hệ. Vừa ra một cái động cơ 150 thì tiếp theo này sẽ là một cái bản động cơ 50cc thôi. Hàng cho các cháu đi học, con em mà đang cần những cái dòng xe, em hay gọi đây là những mẫu xe thương hiệu được, xe hãng được, vì nó là động cơ của SQM, một trong những hãng cũng rất là gần gũi và thân thiện với những anh chị em đang có con em mình đi học. Rồi. Nếu đang đi một chiếc xe đạp điện nên cân đối sang mẫu này cho em, rất hợp lý thôi. Đời 2019 bản đen sần, được không ạ? Đã được vành đúc. Đây các anh em nhìn cái trục vành nó sáng thế này, càng zin xước một chút không đáng. Sần này, có sờ ba lại nhưng nó là bản sần nha anh em nhé. Sần tem vẫn là tem zin. Elegant hơi 50 đời 2019. Elegant, hàng Elegant SQM đấy ạ. Hàng có thương hiệu rồi, ngày xưa sản xuất Enzo đấy, nếu các bác nào đã từng sử dụng có thể nắm bắt được. Hàng lốp trước lốp sau dày dặn, được cả vành đúc trước sau. Biển 29A37890, đời 2019 nhá, nó cũng là đời cao rồi mà lại xe của thương hiệu nữa, nên các anh em nghe tiếng này cực kỳ yên tâm. Đấy, cho con em mình đi học, cho các anh chị đi chợ, các cô các bác đi chợ gần nhà, hoàn toàn hợp lý. Một bản xe không cần bằng, tay nắm này vẫn zin này anh em, tay nắm zin, phím bấm này, đổ sần này đều theo xe hết, đúng không ạ? Mẫu 50cc mà được đánh giá là bền, an toàn, lành, dễ sử dụng và giá cả cũng rất là phải chăng. Trên line em bán hợp lý thôi, 8.500.000 cho một chiếc 2019 anh em nhá, biển Hà Nội. Đấy, hàng này thì các bác cứ thay thế, mạnh dạn thay thế xe đạp điện cho con em nhà mình đi thoải mái, vì nó đúng theo tiêu chuẩn không cần bằng. Sau này một thời gian nữa khi các em lớn lên có bằng rồi, có thể chuyển sang một cái xe có động cơ cao hơn để đi bằng bằng, thì nó hoàn toàn nó không cần phải quá trình học hay chuyển đổi gì cả. Đấy, rất hợp lý. 8.500.000 cho một chiếc Elegant, hàng của SQM, động cơ 50cc, biển là 29AA37800. Đây các anh em quay hàng này, em quay lại cái đầu bò cho các bác xem này. Đây, các bác nhìn được đầu bò, hàng khô ráo, máy vẫn đang nổ suốt nhá, rất hợp lý. Về gần như đổ xăng và lăn bánh, không cần phải đầu tư gì thêm nữa đâu ạ, vì em chưa giao dịch xong một trong những cái mẫu Antina, hàng 50cc, chủ đang giá thương lượng, đời 2023 cơ, hàng rất đẹp, chạy có 3.000 cây. Mẫu 50cc, mẫu này gọi là mẫu của hãng rồi, hàng SQM Antina 50cc, biển 29 97548, chưa giao dịch xong. Đấy, em báo giờ chưa giao dịch xong để các chị em có thể cân đối, nếu có nhu cầu có thể liên hệ sau buổi video nhé, thì em sẽ báo cáo lại là đã mua xong hay chưa. Chủ đang chốt là đòi 18 năm, nếu thành công em sẽ cộng 2.200.000, nên các anh chị em nào đúng sở thích có thể liên hệ chốt một cái mẫu Antina 50cc đấy. Và lên đây thì trên này có một cái sản phẩm